rất là tuyệt vời. Thì sau đây sẽ là một bài hát Vĩnh Phúc quê em, cũng sẽ nói lên những cái tình cảm và cũng như là cái khung cảnh một quê hương rất là tuyệt vời, đó là Vĩnh Phúc chúng ta. Chúng ta cùng chào đón với sự trở lại sân khấu của nữ ca sĩ Phương Dung sẽ cùng gửi tới quý vị bài hát này. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị được không ạ? Xin mời ạ. Việt cổ nơi khởi nguồn văn hóa phùng nguyên.